tiêm vaccine sớm nhất và đừng để những kẻ bất lương dẫn dắt. Hàng loạt chuyên gia, nghiên cứu, truyền thông và tiếng nói từ chính những quốc gia dồi dào vaccine COVID-19 đã đưa ra các nghiên cứu với số liệu khoa học, phân tích và từ chính các nạn nhân và thân nhân của những người xấu số đã chần chừ trong tiêm chủng hoặc chạy theo trào lưu tẩy chay vaccine, nói về hậu quả từ việc từ chối vaccine khi dịch bệnh chưa được kiểm soát. Bài học đắt giá cho những nạn nhân. Một vận động viên thể hình khỏe mạnh ở Anh, John Ives, trước khi chết nói với y tá rằng anh ước mình đã tiêm vaccine. Một nữ tín đồ ở Canada, Katharina Gibrek, 33 tuổi, tin rằng cô không cần tiêm vaccine vì Chúa sẽ bảo vệ cô khỏi virus. Suýt chết sau cơn nguy kịch, đã đăng ký tiêm vaccine và kêu gọi mọi người làm tương tự. Scott Apley, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở quận Galveston, bang Texas, người từng lên tiếng phản đối đeo khẩu trang và tiêm vaccine, đã tử vong chỉ vài ngày sau khi mắc COVID-19. Stephen Hammond, 34 tuổi, một người chống vaccine trên mạng xã hội, vừa qua đời do nhiễm COVID-19 hôm 21 tháng 7. Nhiều báo Mỹ đăng tin cái chết của Hammond để cảnh báo về phong trào chống vaccine. David Byrne, một dân biểu ở Tennis, đã trải nghiệm cuộc chiến với COVID-19 từ một người tham gia các cuộc tụ tập không khẩu trang. Byrne đã phải thở bằng máy trong 55 ngày sau cuộc chiến cam go kéo dài 8 tháng với COVID-19. Giờ đây, Byrne kêu gọi mọi người dân trong bang của mình và những người Mỹ khác đánh giá nghiêm túc về COVID-19. Tất cả đều chần chừ, lưỡng lự hay từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19, mặc dù sống ở những quốc gia có nguồn cung vaccine dồi dào. Nhưng sau khi mắc bệnh và lâm vào tình trạng ốm nặng, họ và người thân của họ đều vô cùng hối hận và kêu gọi những người khác không phạm phải những sai lầm của mình. Một số người thậm chí chỉ kịp đưa ra lời khuyên trước khi qua đời vài ngày. Tiếng nói từ chuyên gia và trung tâm nghiên cứu. Bác sĩ Oren Friedman, làm việc tại trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, chia sẻ hầu hết những người bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện đều là người chưa tiêm vaccine. Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ do biến chủng Delta những ngày qua khiến những người Mỹ đã tiêm chủng từ cách đây nhiều tháng nổi giận với những người không tiêm chủng. Các bang tại Mỹ đang áp đặt lại yêu cầu đeo khẩu trang. Các cơ quan công sở đang chỉ hoãn việc cho phép nhân viên trở lại văn phòng và các nhà chức trách đang thực thi những biện pháp mạnh tay hơn để kiểm soát sự lây lan của virus, bao gồm yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine. Giới chức Mỹ nói rằng các ca mắc COVID-19 gần đây chủ yếu được phát hiện ở những cộng đồng dân cư chưa được tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết vaccine đã giúp hơn 99,99% người được tiêm chủng đầy đủ tránh được việc nhập viện hoặc tử vong do COVID-19, tờ CNN đưa tin ngày 10 tháng 8. Theo dữ liệu của CDC, tính tới ngày 2 tháng 8, hơn 164 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó 1.507 người, nhỏ hơn 0,001%, đã qua đời sau khi nhiễm COVID-19. Khoảng 1/5 số trường hợp này qua đời vì một bệnh lý khác không phải COVID-19. Dựa trên nghiên cứu sàng lọc kỹ lưỡng, CDC khuyến cáo vaccine ngừa COVID-19 là công cụ quan trọng giúp bảo vệ mọi người chống lại COVID-19, kể cả những biến thể mới. Viện Y tế Quốc gia Italia tuần trước cho biết gần 99% số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này kể từ tháng 2 là những trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tại Anh, cố vấn khoa học Patrick Valence hồi tháng trước cho biết 60% số ca mắc COVID-19 nhập viện ở nước này là những trường hợp chưa được tiêm chủng. Báo chí vừa qua so sánh sự khác nhau giữa thảm cảnh hai quốc gia Anh và Indonesia cùng nhiễm 50.000 ca COVID-19 mỗi ngày, nhưng mức độ khủng hoảng giữa hai nơi khác biệt hoàn toàn, do một bên là Anh đã đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 55%, còn Indonesia mới có 6%. Với những kẻ đang chọn lựa vaccine hay bài vaccine Trung Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh bùng nổ với những biến chủng siêu lây nhiễm hiện nay thì vaccine tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất. Liên tục những người nổi tiếng như Ngọc Trâm, Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2017, người mẫu Kha Mỹ Vân cho biết bản thân họ và gia đình đã được tiêm vaccine Trung Quốc và chia sẻ quan điểm là vaccine nào cũng được. Miễn sao nếu không may nhiễm bệnh, cô sẽ không phải vào phòng hồi sức tích cực
ở bệnh viện nằm chạy máy thở. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, nằm trong số các nước có tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 cao nhất thế giới, gần 80% dân số, hầu hết là vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Tính đến 30 tháng 7, vaccine Trung Quốc đã tiêm được 1,64 tỷ liều vaccine COVID-19 trên tổng số hơn 4 tỷ liều được tiêm trên toàn thế giới. Dù là một trong hai cường quốc vaccine cho thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc, ngày hôm nay 16 tháng 8, Hoa Kỳ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về ca nhiễm COVID-19 với gần 31.000 ca nhiễm, trong khi đó Trung Quốc chỉ có 51 ca nhiễm. Chính phủ chưa hề có quy định xử phạt người dân từ chối tiêm vaccine cũng như bắt buộc người dân phải tiêm vaccine loại nào. Dù là tâm dịch của cả nước, ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân có nguyện vọng và đồng ý tiêm vaccine Trung Quốc thì mới được tiêm. Thực tế cho thấy, đã có một số người dân bị tác động từ thông tin tiêu cực và làn sóng bài chung từ truyền thông phương Tây và nhóm người tự nhận phong trào dân chủ trên mạng, đã có tâm lý chọn vaccine hoặc từ chối tiêm vaccine Trung Quốc. Tuy nhiên, đây vẫn là con số rất ít. Các liều vaccine Sinopharm được phân bố cho các quận đều hết sạch. Hiện chính phủ Việt Nam từ Thủ tướng, Chủ tịch nước cho đến các doanh nghiệp đều đang đi săn lùng từng liều vaccine cho dân, và nếu bạn chậm trễ tiêm vaccine ngày nào thì nguy cơ đe dọa tính mạng của bạn thường trực ngày đó. Con số gần 6.000 ca tử vong do COVID-19 của Việt Nam hôm nay là tiếng chuông cảnh tỉnh cho bất kỳ ai. Trong thời vaccine là thần dược cho cuộc chiến chống giặc COVID và cứu cánh cho nền kinh tế của Việt Nam, thì bất cứ ai, trang thông tin nào kích động người dân tẩy chay vaccine Trung Quốc hay chọn lựa vaccine đều đáng chê trách và lên án. Họ đang tự biến mình thành những kẻ bất lương, phá hoại nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân cả nước. Chỉ cần tìm hiểu thêm về động cơ, mục đích hoạt động của những kẻ, những trang, nhóm cổ suý loại thông tin này, bạn sẽ thấy bản chất và bộ mặt phản nước hại dân của họ.